chán thiệt luôn á anh em. Cuộc sống mà đâu ai biết trước được gì đâu. Mới sáng ngủ dậy thấy mình bị gì quên rồi. Sáng ngủ dậy thấy mình bị rào cách ly. Nói anh em nghe, nhà hàng xóm có chỗ cho thuê trọ. Rồi người trọ đó đi đâu tiếp xúc với người nhiễm Covid Corona, rồi bây giờ thì hưởng chung luôn. Để quay cho anh em xem nha anh em. Sống bế tắc thế, bây giờ cần sự giúp đỡ anh em, bây giờ đâu chứ ra ngoài được đâu. Bây giờ còn mấy cái bánh ăn qua ngày nữa. Rồi xong, cuộc đời 14 hay 21 ngày ta? 21. Chưa biết đâu, nếu như mà nhiễm ít thì là 14. Không, biết chủng mới là 21 ngày. Không, nhưng mà ví dụ mà không nhiễm là 14. Ví dụ xét nghiệm cái khu này mà. Không, xét nghiệm mà không nhiễm là 14, bạn anh nói đó. Còn mà xét nghiệm mà nhiễm là chắc chắn 21 luôn. Bây giờ xét nghiệm chưa biết kết quả. Chưa xét nghiệm không biết chưa nữa. Rồi giờ quay cho anh em xem. Đây anh em. Đó. Văn rào cách ly. Anh em thấy chưa? Đó. Nhân viên y tế vô kìa. Nói chung anh em tới, anh em tiếp tế mình được nha anh em. Tiếp tế được. Má tội là tội mấy chú thợ hồ nè anh em. Đó. Má sáng sinh vợ đi phụ hồ, cái tự nhiên ở đây 21 ngày luôn. Đó. Nè, tội mấy chú thợ hồ nè, bây giờ cuộc sống mấy chú sẽ ra sao? Đó. Bên đây có chỗ thợ may nè. May thì may 21 giờ được, chứ bây giờ phụ 21 ngày sao được. Nè. Đó, rào luôn. Đó. Anh em có nghĩa là đem đồ ăn tới được nha anh em, nhưng mà người ở trong ra không có được. Cái này mì tôm chắc anh em mua rau củ quả quá, ăn sống qua ngày quá. Chứ mì tôm là không có được. Bên đây cũng vậy nè. Đó. Anh em thấy chưa? Người ta đang xịt chống cái gì đó không biết. Nói chung là cũng có mấy anh em inbox á, cảm ơn tình cảm của anh em nha. Chắc chắn sẽ nhận rồi, không nhận chết đói sao. Đó, cho anh em coi tình hình. Rồi quay xuống nha, quay kể cho anh em nghe. À, tội mấy chú thợ hồ quá trời. Mấy chú thợ hồ rồi từ đây mấy chú sẽ ăn xoài trừ cơm. Xoài, cây xoài này hơi bị sai trái luôn á. Cuộc sống đau lương trước điều gì, vừa ngủ dậy là thấy cách ly. Giờ quay vlog kiếm sống qua ngày ha anh em, nhớ coi. Anh em nhớ coi vlog để tôi coi còn sống nha anh em. Để tôi sẽ cập nhật tình hình từng ngày là tôi còn sống nha. Đây mấy đứa em bị cách ly luôn. Qua làm cách ly luôn. Thôi tủ lạnh còn cái gì không? Rồi. À, còn quá trời luôn. Rồi bây giờ sẽ đi xuống dưới. Cho anh em thấy tôi kỹ lắm anh em. Xe này khách bên Gò Vấp bị cách ly nè. Bắt khách là phải hết cách ly rồi mới được qua. Mà Gò Vấp là cách ly tập trung nha, chứ không phải là cách ly như khu mình. Đó, xe này khách Gò Vấp cũng bị cách ly nè, giờ không biết sao không lấy nè. Vết 8 nè. Hiện tại mình đang vệ sinh vết ngàn cho mập nè. Đây vệ sinh vết ngàn nè. Đó. Sao? Chuẩn bị chúng ta sẽ vào cái cuộc sống chết đâu lên đi. Thao em nhịn đói ha, thử thách nhịn đói 21 ngày được không? Hết nước luôn không? Bây giờ chịu khó nấu nước đi chứ sao giờ? Đâu đi ra ngoài đổi nước được. Nà vết ngàn mình vệ sinh nè, tháo ra vệ sinh hết từ A đến vết luôn. Xin lỗi người ta đi lấy em. Gì? Người ta đi đo rồi. Ừ, mà mình đâu tiếp xúc nhà hàng xóm đâu. Ở đây mình để tiếp xúc mấy anh em mà. Rửa con này à, rửa con vết ngàn à. 25. Thì vết ngàn 215 này á là 215 là nó heo đen, phục đen nha anh em. Đó, 214 là phục vàng. Rồi xong, chủ xe vết 8 này không biết chừng nào lấy luôn. Con này mình còn con này là 40 triệu nè, đi ngon lắm, biển số thành phố, su, nhớt, nước mát hay hết luôn. Mà con này không biết gửi ra cho thằng em được hay không nè. Còn con này với 8 của Mập rồi nha, Mập nó đổi tên xe nha, con này ai mua là ngon lắm. Con này chắc mình bán 160 mấy triệu thôi. Mập nó lên đồ chơi tới nóc luôn à.
có sà mắc cây nè, sà mắc cây để lại nha anh em. Còn ốc chắc là anh em nào lấy sẽ thêm tiền, tại mình bán giá thấp mà. Với 8 có sà mắc cây luôn, order 10 mấy ngàn thôi. Mình chưa biết cách mở sà mắc cây luôn á. Đó, có mấy thứ sẽ để lại như sà mắc cây đồ chống đổ và rồi bảo vệ máy đồ để lại cho anh em. Đó, trắng bùng là để lại cho anh em. Còn bô biết đồ anh em lấy thêm là phải thêm tiền, còn thôi mình sẽ về zin cho anh em nha. Nói chung là cũng còn nhiều đồ chơi lắm chứ không có ít đâu. Rồi cuộc sống cách ly. Thử thách nhịn đói 21 ngày. Thôi anh ra anh nấu nước sôi trước đã. Nấu nước uống. Bây giờ đi đâu được. Bây giờ mấy anh em má ăn mì tôm chết quá, giờ nhờ mấy anh em mua rau củ quả cho đem vô á. Mấy anh em coi YouTube gần nhà cứ rau củ quả đem vô nha, gọi cho thằng Thi chạy ra lấy nha anh em. Á à, xui thiệt chứ. Xui phải do mình cũng đỡ, hàng xóm dịch còn đi lông nhông. Trời ơi. Má tội mấy chú thợ hồ kìa. Sáng sớm đi làm không biết gì hết trơn á. Xong rồi tự nhiên giờ xa vợ xa con 21 ngày. Chưa biết nha anh em, có nghĩa là chút nữa chờ người ta qua xét nghiệm coi thử hàng xóm nó có bị gì không. Còn nếu như hàng xóm nó bị gì không bị gì thì 14 ngày, nói chung không bị là cũng 14 ngày á anh em. Rồi anh em, à còn con R15 55 triệu nè, để nói cho anh em hết dịch anh em chạy qua mua. R15 đẹp lắm, R15 có đồ chơi, đồ đèn bolix. Rồi có giá đỡ điện thoại nè, tập lum hết. Đó. 55 triệu. Biển số 66. Rồi, anh em nhớ theo dõi cập nhật tình hình của mình nha anh em. Coi thử Minh còn sống hay đã chết nha anh em.